Xin chào mọi người và nhất là các em trai, em gái tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Đây là video clip anh Ba làm về cái vận hạn 6 tháng cuối năm đối với người tuổi Nhâm Thân, một trong những cái người mà anh khá là gọi là khá là ấn tượng ha. Tại vì là năm nay là một cái năm có thể nói là không mấy tốt đẹp công việc đối với người Nhâm Thân. Lý do một điều là tại sao? Tại vì cái chữ Mậu của năm Mậu Tuất nó khắc với chữ Nhâm, mà cái thiên can của năm tương khắc thì nó rất là dễ sinh rối rắm trong công việc và những cái thay đổi không có mấy tích cực. Tuy nhiên là sao chủ thì lại tốt đẹp đối với nam, với sao Mậu Đức may mắn danh lộc tốt. Nữ thì hướng sao Thủy Diệu có chuyện buồn về tình cảm, thậm chí là có tan chế ở trong gia đạo. Tuy nhiên cái sao Thủy Diệu đối với người nữ Nhâm Thân mệnh Kiếm Phong Kim thì do là Kiếm Phong Kim thì nó sinh thủy, cho nên nó có thể là kim sinh thủy mà, cho nên nó sinh xúc thì dễ, rất là dễ có chuyện buồn phiền ở trong gia đạo và đem đến cái nhiều cái điều mà các em không có mong muốn ha. Thì anh thì anh không có làm cái tử vi của tuổi Nhâm Thân từ hồi đầu năm, cũng như là cái vận hạn 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên là ở những cái video clip mà về tử vi vận hạn của 6 tháng cuối năm thì có rất là nhiều người comment hỏi đến cái tuổi Nhâm Thân. Chính vì vậy thì anh cũng 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm anh sẽ làm luôn cho người tuổi Nhâm Thân. Thường thì anh không có làm cho những người sinh năm 90, 92, 93 đâu. Anh thường là tới 90 là anh ngưng. Nhưng mà đây do là nhiều người rất là nhiều comment của các em hỏi đến cái tuổi này thì anh cũng làm luôn. Thì anh sẽ nói sơ về cái năm nay đối với cái người Nhâm Thân mà Kiếm Phong Kim này ha. Mạng sao Kiếm Phong Kim đó là vàng, cây vàng của cái mũi kiếm, cây vàng của cái lưỡi kiếm. Thì năm nay là năm Bình Địa Mộc, như vậy là kim khắc mộc. Tuy nhiên về xét về mạng là can mậu thuộc dương, ngũ hành đã hợp hỏa, hôm nay hỏa rất là vượng, cho nên là cái người Kiếm Phong Kim này mà gặp hỏa rất vượng, đặc biệt là hai cái tháng 5 và tháng 6 âm lịch, là tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi là tháng thiên thượng hỏa, sẽ rất là khó khăn về ngũ mạng, dễ rất là dễ bệnh hoạn ở trong cái năm này ha. Rồi là hạn của nam là hình tiền phòng bệnh nặng, hạn của nữ là toán tập trở ngại va bắp. Vận niên thì kê giáp viên giống nhau là tương đối ha. Thân gặp tuất thì là người ta gọi là tương sinh, vì vậy tuất là thổ, thân là kim, và thổ sinh kim cho nên có thể nói là tương sinh và địa chi. Như vậy thì vận vào cái 6 tháng cuối năm đối với người Nhâm Thân nó sẽ như thế nào? Anh sẽ lấy cái tháng 7 âm lịch làm cái móc. Thì tháng 7 âm lịch là một tháng thân, tháng này là tháng canh thân của năm Mậu Tuất 2018. Thì tháng canh thân thì nó là thuộc hành mộc, như vậy là xét về mệnh kim khắc mộc, bổn mặt bổn mệnh của các em là tương khắc tháng, đề phòng tai nạn bệnh hoạn, đề phòng tai nạn. Gặp cái Kiếm Phong Kim này gặp năm hỏa vượng nữa, nó đốt sức khỏe của mình là không tốt đẹp lắm rồi. Gặp cái kim nó khắc mộc nữa thì các em cần cẩn thận. Đây là tháng tuổi ha, mà tháng tuổi mà bị mệnh tương khắc thì cần cẩn thận nhiều điều, không phải chỉ có cái việc gia đạo không đâu ha. Thiên can chữ Canh với chữ Nhâm thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, như vậy thì công việc cũng không có vấn đề. Nạp âm ngũ hành của thiên can là Canh thì thuộc kim, Nhâm thì thuộc thủy, cho nên có thể nói là kim sinh thủy. Về mặt nạp âm ngũ hành của thiên can là tốt, dễ sinh tài lộc. Rồi địa chi thân thân, người ta gọi là tự chủ bình hòa không hình hại với nhau. Hai con khỉ thì ở với nhau nó cũng được, vì khỉ thì ở theo bầy đàn, nhưng mà hai cái tháng tuổi thì cẩn trọng nhiều chuyện gây gỗ trong gia đạo, dễ có xích mích ở những mối quan hệ, đặc biệt là các em nam em nữ với cái sao Thủy Diệu nằm ở trong mệnh chủ
cần cẩn trọng nhiều điều nếu không muốn xảy ra cái việc mà gọi là bất trắc. Theo Phật giáo thì tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn nữa, mà cái tháng này gọi người ta gọi là âm rất là thịnh và dương suy, thì nó có dễ những cái chuyện mà không tốt đẹp cho mày, các em. Các em nam thì với cái sao Mộc Đức thì nó còn đỡ đần đi, các em nữ với cái sao Thủy Diệu thì nó không tốt đẹp lắm, cho nên là các em cần cẩn thận nha. Rồi tiếp đến là tháng 8, tháng 8 của năm Hậu Tuất 2018 là tháng Tân Dậu, tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy mệnh thì cũng giống tháng 7, kim khắc mộc cũng mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn và các bệnh, nhưng mà nhẹ nhàng, không quá nặng nề. Thiên can tân nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tuy nhiên tân thuộc kim, nhâm thì thuộc thủy, cho nên vẫn thuộc cái vòng tương sinh, kim sinh thủy, tốt cho cái việc công việc, dễ sinh tài lộc. Ngon lành ha. Cái gì nếu mà có tiền là người nhâm thân khoái lắm, nhất là mấy em nhâm thân nữ mạng. Người ta gọi là trai nhâm gái quý, trai nhâm thân thì tốt đẹp, nhưng mà nữ nhâm thân thì hơi cực thân. Ngoài cái việc là giỏi về cái đầu thì phải sắn tay áo vào thì mới sanh ra cơm gạo ha. Địa chi là thân dậu, là tự chủ bình hòa, không thành hại cũng không tương hợp với nhau. Nhưng mà là thân và dậu thì thuộc hành kim hết. Như vậy thì là ngoài cái việc mà bổn mạng bị kim khắc mộc, tức là bổn mạng khắc tháng ra, thì thiên can và địa chi của tháng 8 là một tháng tốt đẹp. Ngon lành. Ngon hơn tháng 7, vì tháng 7 là tháng tuổi ha. Tháng 8 ok. Tiếp tục đến tháng 9. Tháng 9 của năm nay là tháng Tuất. Tháng 9 năm Mậu Tuất 2018 là tháng Nhâm Tuất. Tháng Nhâm Tuất là tháng thủy. Như vậy là kim sinh thủy, xét về mệnh, bản mệnh sinh xuất tháng bổn mạng yếu, không có tốt đẹp. Là tiếp tục là không ngon lành ha. Thiên can hai chữ nhâm mà đồng hàng, mà nó thuộc thủy luôn, hai chữ nhâm là thủy mà mình nói là âm ngũ hành là thủy luôn, cho nên là tốt đẹp ha. Người mệnh kim gặp còn thủy không. Rồi địa chi tức với thân là tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc cũng không tương hợp. Nạp âm ngũ hành của địa chi á, là tức thổ thân kim, tức là thổ thân là kim, cho nên là vẫn thuộc vòng tương sinh, thổ sinh kim, là tốt đẹp cho cái công việc, và là tốt đẹp cho cái gia đạo, những cái mối quan hệ, có thể là sinh thêm những mối quan hệ nhỏ, tốt đẹp cho các em. Rồi xong rồi, đến tháng 10, tháng Quý Hợi. Tháng 10 âm lịch năm Mậu Tuất 2018 là tháng Quý Hợi, tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy mệnh kim sinh thủy, bản mệnh bị sinh xuất tháng bổn mạng yếu, cần phải đề phòng nhiều điều. Hai cái tháng bổn mệnh sinh xuất liền ha. Thiên can quý nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng đầy đủ. Nhâm quý thì đều thuộc hành thủy, cho nên là âm ngũ hành của nó cũng không có vấn đề. Tiếp tục là cái điều tốt đẹp. Địa chi thì thân hợi, dòng thân tỵ hợi, thân hợi thì thuộc nhóm tương hại, mà tương hại ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, gây chống phá cho nhau, cho nên là gia đạo sẽ có nhiều chuyện buồn phiền và khó chịu. Rõ ràng là có những cái hơi khó chịu rồi ha. Như vậy là 4 tháng cuối năm, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì chuyện là bị hát kim khắc mộc, rồi tới kim sinh thủy, tất cả 4 tháng này thì bổn mạng của người nhâm thân không được tốt đẹp cho lắm. Mà khi mà bổn mạng không được tốt đẹp thì các cái tinh quân, phúc tinh và tài tinh sẽ bị ảnh hưởng, dễ không có sinh tiền tài. Tuy nhiên là với cái phần mà thiên can toàn là được tương sinh và nạp âm ngũ hành, mà không xung không khắc về tử vi, thì hy vọng rằng nó sẽ đem lại cái công việc vẫn ổn định và tốt đẹp. Đặc biệt là các em nam với sao Mộc Đức thì có mặt sức mà ăn, công việc dễ hanh thông, tài lộc dễ có. Như vậy là cũng được, đúng không? Xét về đấy, địa chi thì có cái địa chi có tháng 7 là tháng tuổi và tháng 10 là bị tương hại. Tuy nhiên nó cũng không quá khó khăn đâu ha.
cũng có nhiều điều mà tốt đẹp. Tại vì thì cái việc mà địa chi tương hại của thân hợi thuộc nhóm tương hại thì thân lại thuộc kim, hợi là thuộc thủy, về mặt đạo âm ngũ hành lại là được tương sinh, cho nên là họ sẽ đỡ đần cái điều tương hại rất rất là nhiều. Cho nên là các em yên tâm ha. Nhưng các em nữ thì cần phải cẩn thận với cái sao thủy diệu dễ đem chuyện buồn về tình cảm, mà gia đạo thì nó ảnh hưởng nhiều ở vòng địa chi. Thì tháng 11 anh nghĩ rằng là người tuổi nhâm thân nữ mạng sẽ có chuyện buồn về tình cảm nhiều ha. Rồi tiếp tục là tháng 11 của năm Mậu Tuất 2018. Tháng mà 11 là một tháng Giáp Tý. Giáp Tý thì là kim, thuộc hành kim. Như vậy mệnh là kim đồng hàng của mạng sức khỏe tốt. Kim đồng hàng rồi không còn bị sinh sức, không bị tương khắc nữa. Giáp với nhâm không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp thì thuộc hành mộc, nhâm thì thuộc hành thủy. Như vậy là thủy sinh mộc, tiếp tục là thuộc vòng tương sinh của nạp âm ngũ hành. Ngon lành ha, dễ sinh tài lộc. Rồi địa chi Tý với Thìn là thuộc nhóm tam hợp thân Tý Thìn, là dấu hiệu của Tý Thân là thuộc thân Tý Thìn, cho nên là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc. Như vậy là tháng 11 như vậy tốt đẹp đó, kim đồng hàng về mệnh. Còn cái thiên can thì được tương nạp âm ngũ hành tương sinh, nhâm với nhâm là thủy mà giáp là mộc, không xung không hợp là tử vi. Gặp địa chi là tam hợp nữa, thì rõ ràng là tháng 11 là tháng rất tốt đẹp đối với tất cả nam và nữ nhân thân. Có thể nói là dễ sinh tài lộc, mọi điều hanh thông, có tam hợp còn hóa giải được tam tai, huống hồ là tương trợ ở đây rất là nhiều. Như vậy là tháng 11 sẽ dễ sinh tiền tài cho các em. Ngon lành ha. Rồi tháng 12 của năm nay, tức là tháng Chạp, là tháng Ất Sửu, tháng kim. Như vậy thì mệnh thì cũng kim đồng hàng, bổn mạng sức khỏe ok, không có vấn đề. Khi mà bổn mạng sức khỏe ok thì các cái tài tinh sẽ được hưởng lợi. Thiên can nhâm ất không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói, nhâm quý thuộc thủy, giáp ất thì thuộc mộc, cho nên là thủy sinh mộc, thuộc dòng tương sinh thủy mộc, tốt đẹp, dễ sinh tài lộc cho cái thiên can. Địa chi Sửu thân thì tự chủ bình hòa, không hại hình, không xung khác nhau, cũng không tương hợp, đem lại cái sự may mắn cho cái phần địa chi. Đặc biệt là thổ, Sửu là thuộc thổ, thân thì thuộc kim, cho nên là có thể nói là thổ sinh kim về địa chi. Như vậy thì tháng 12 cũng là tháng tốt đẹp, chứ không có xấu xa gì cả. Tại vì như đã phân tích thì các em thấy thiên can nạp âm ngũ hành cũng thiên can thì được tương sinh, mệnh thì kim đồng hàng, địa chi thì cũng vậy, nạp âm ngũ hành cũng được tương sinh mà không xung không khắc về mặt tử vi. Như vậy là tốt đẹp. Gói gọn lại rằng với cái người nhâm thân sinh năm 1992, nữ mạng thì có vấn đề về sự buồn phiền về gia đạo ở trong cái tháng 7 và tháng 10. Còn lại về phần công việc thì dù có sao thủy diệu thì cũng không có gì là quá lo lắng. Tại vì với cái thiên can không có, có xung không có khắc gì cả, thậm chí là nạp âm ngũ hành luôn luôn là tương sinh, thì rất dễ sinh tài lộc, công việc rất dễ ổn định. Các em nam thì may mắn với sao Mộc Đức thì đặc biệt rất là dễ sinh tài lộc trong năm nay, thậm chí là nó có thắng lợi ở trong 6 tháng cuối năm. Sinh tiền tài tốt đẹp. Chỉ có phần để ý, tất cả nam và nữ thì để ý dùm anh là tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì là những tháng bộ mạng không được tốt đẹp lắm. Cũng như là nếu như đúng là tháng 5, tháng 6, thì 2 tháng hỏa khắc kim, rồi tháng 7, tháng 8 tức là kim khắc mộc, rồi tháng 8, tháng 9, tháng 10 thì lại là kim sinh thủy. Thì 6 cái tháng này nó làm cho bộ mạng của người nhân thân không tốt đẹp lắm, cho nên các em cần cẩn thận. Chứ còn công việc thì rõ ràng với cái gì mà anh phân tích thì không có quá lớn lao đâu, thậm chí là còn có thắng lợi. Tóm lại đó là những gì mà vận hạn 6 tháng cuối năm có thể ứng vào cái người tuổi nhâm thân.
nam nữ mạng của các em. Hy vọng rằng anh đưa những thông tin này ra giúp được các em biết được mình thuận chỗ nào, nghịch chỗ nào để mà ứng dụng vào cuộc sống, để có cuộc sống tốt hơn. Ai xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi nhâm thân sinh năm 1992 được biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi, về vận hạn, có thể là tuổi của mình hoặc người thân mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón theo dõi video. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.